an toàn nào mọi người. Chúng ta đang trong một chuyến đi vui vẻ. Đã đến lúc cho cuộc phiêu lưu khác. Thắt dây an toàn nhé mọi người. Cho chuyến đi trên xe buýt. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, bánh xoay tròn, bánh xoay tròn. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, chúng mình cùng đi. Hãy chơi một trò chơi. Tớ quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình một cái gì đó bắt đầu với em. Tớ biết, nó là Monkey, con khỉ. Đúng rồi. Khi con trên xe buýt chúng nó chuyên trò, chúng chuyên trò, chúng chuyên trò. Khi con trên xe buýt chúng nó chuyên trò, chúng mình cùng đi. Được rồi, đến lượt mình. Tớ quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình một cái gì đó bắt đầu với C. Tớ biết. Nó là Cat, con mèo. Đúng rồi, hoan hô. Mèo con trên xe buýt kêu mèo mèo mèo, mèo mèo mèo, mèo mèo mèo. Mèo con trên xe buýt kêu mèo mèo mèo, chúng mình cùng đi. Đây là một trò khác. Tớ quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình một cái gì đó bắt đầu với L. Xem nào. Ha, tớ biết rồi. Đó là Lion, sư tử. Bạn được điểm tối đa vì điều đó. Đó là người bạn của chúng ta, sư tử. Bạn của ta trên xe buýt gầm gừ gầm gừ, chúng gầm gừ, chúng gầm gừ. Bạn của ta trên xe buýt gầm gừ gầm gừ, chúng mình cùng đi. Động vật kia trên xe buýt nhảy với nụ cười rất vui mà, rất vui mà. Động vật kia trên xe buýt nhảy với nụ cười, chúng mình cùng đi. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, bánh xoay tròn, bánh xoay tròn. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, chúng mình cùng đi. Chú cá đây, chú cá đây, chú.
là cá cha. Hãy đi bơi, hãy đi bơi, hãy đi bơi, phải trái bơi. Cá mập ăn, chú cá ăn, chú cá ăn, là cá ăn. Đá trái bắn, đá trái bắn, đá trái bắn, hay bắt bắn. Cá mập chi, chú cá xinh, chú cá đây, chị cá đây. Hãy selfie, hãy selfie, hãy selfie, chụp selfie. Ba cá mập, ba cá mập, ba cá đây, ba cá đây. Lạc đà. 8
bánh vòng. 9. Cún con. 10. Mèo con. Cùng đếm lại nào. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Các bé giỏi quá. John là con trai mình. Bé đang ngủ say với chiếc tất trên chân, dài ở chân và chiếc ở sàn. Và bé kia tên John là con trai tôi. Chú bé kia tên John là con trai mình. Bé đang ngủ say với chiếc tất trên chân, dài ở chân và chiếc ở sàn. Và bé kia tên John là con trai tôi. Johnny Johnny vâng papa. Johnny Johnny vâng papa, kẹo bánh con ăn không papa. Nói lao không bà bà, nào mở miệng ra ha ha ha. Johnny Johnny vâng bà bà, kẹo bánh con ăn không bà bà. Còn nồi lao không bà bà, nào mở miệng ra ha ha. Johnny vâng bà bà, kẹo bánh con ăn không bà bà. Còn nồi lao không bà bà, nào mời miệng ra ha ha ha. Năm bé khỉ con.
chỉ màu, bác sĩ nói ngay bé khỉ không được nhảy lùng tùng trên giường. 1, 2, 3, 4. Ngoài giường 4 em khỉ nhăn nhó hát ca, bỗng có một em nhảy rời ngay ra ngoài. Mẹ gọi bác sĩ mau, bác sĩ nói ngay bé khỉ không được nhảy lùng tùng trên giường. 1, 2, 3. Ngoài giường 3 em khỉ nhăn nhó hát ca, bỗng có một em nhảy rời ngay ra ngoài. Mẹ gọi bác sĩ mau, bác sĩ nói ngay bé khỉ không được nhảy lùng tùng trên giường. 1, 2. Ngoài giường 2 em khỉ nhăn nhó hát ca, bỗng có một em nhảy rời ngay ra ngoài. Mẹ gọi bác sĩ mau, bác sĩ nói ngay bé khỉ không được nhảy lùng tùng trên giường. 1. Ngoài giường 1 em khỉ nhăn nhó hát ca, bỗng có một em nhảy rời ngay ra ngoài. Mẹ gọi bác sĩ mau, bác sĩ nói ngay tất cả em khỉ phải ngủ ngoài trên giường. Lấy một lát bánh mì, cho ít mứt, thêm phô mai.
để cho con ăn thứ ngon. Con có thể ăn không? 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 Không không không. Mẹ mẹ ơi, bụng con đói, cho con ăn ngon ngon ngon. Mẹ mẹ ơi, bụng con đói, cho con ăn ngon ngon lắm. Gọi con thức dậy nè, bắt con tắm gội nè, giờ thì lại đi học thôi, trôi qua biết bao giờ. Lên xe biết bạn nhé, không gây sự với mọi người. Đã xong bài học đó, dẹp xong hết căn phòng, bài tập làm hết rồi, đã viết xuống ABC, gìn giữ đồ chơi này mẹ đã dạy con. Ôi mẹ này, xem đây bụng của con, nó chẳng có thứ gì, mẹ cho con ăn thứ ngon. Ôi mẹ này, xem đây bụng của con, nó chẳng có thứ gì, mẹ cho con ăn thứ ngon. Con có thể ăn không? 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 Không không không. Chúng con có thể ăn một ít rau dền không? Sạch đi. Bây giờ hãy băng này, băng này, băng đây. Bây giờ sẽ hôn, vết thương đã tốt hơn. Vâng mẹ, tốt hơn nhiều, cảm ơn mẹ. Ôi bà này chân thương rồi, đau này, đau quá. Ôi đầu của con, nó không tốt tí nào. Hãy dùng tôi đa đây, đà đây, đà này. Bố ơi sao lại thế? Nó sẽ chẳng sưng. Bây giờ hãy băng này, băng này, băng đây. Bây giờ sẽ hôn, vết thương đã tốt hơn. Vâng bố, tốt hơn nhiều, cảm ơn bố. Chưa cho la 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 la. Mẹ ơi, con có thể đến trường, trường xa ra không mẹ? Hứa sẽ trở về đây ăn tối với mẹ. Chắc ý không mẹ,
sẽ xe phòng con bài tập đã làm xong. Mẹ, mẹ hãy nói đi. Được. Yeah, cảm ơn mẹ. Sẽ mua cho con chim sẻ xinh thật đẹp, và khi chim sẻ không ca vang, mẹ sẽ mua cho con chiếc nhẫn kim cương. Và kim cương nếu không còn đẹp, mẹ sẽ mua cho con chiếc gương rạng ngời, và gương kia chẳng may hư đi, mẹ sẽ mua cho con chú dê hiền lành. Và dê kia nếu như không đi, mẹ sẽ mua cho con chiếc xe trâu đi, và xe trâu nếu hư không đi, mẹ sẽ mua cho con cuốn con tên gâu. Và cuốn nếu kháo không thèm kêu, mẹ sẽ mua cho con chiếc xe ngựa này, và xe kia chẳng may hư đi, thì con luôn luôn sinh nhất ở làng này. Vậy thì chớ khóc bé yêu của mẹ, mẹ cha yêu con nhất trên đời này. Meow, 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 đừng mong
Bồ Ly có một búp bê nhưng mà em bệnh rồi, và cô gọi bác sĩ đến thật nhanh trị bệnh. Rồi bác sĩ đến với túi to mù ở đầu, ngài liền đến ngay căn phòng rồi gõ cửa chát chát. Vào xem búp bê và ông lắc đầu của mình và nói cô Bồ Ly mang búp bê vào giường. Ngài viết lên giấy một tòa thuốc thật là nhiều và ông sẽ quay lại vào buổi sáng hôm sau. Bồ Ly có một búp bê nhưng mà em bệnh rồi, và cô gọi bác sĩ đến thật nhanh trị bệnh. Rồi bác sĩ đến với túi to mù ở đầu, ngài liền đến ngay căn phòng rồi gõ cửa chát chát. Vào xem búp bê và ông lắc đầu của mình và nói cô Bồ Ly mang búp bê vào giường. Ngài viết lên giấy một tòa thuốc thật là nhiều và ông sẽ quay lại vào buổi sáng hôm sau. Trên đó rồi trưng hầm ti ta đọc thật nhiều, dù là con ngựa nè dường như bạn đi dương cũng không thể làm cho hầm ti ta bớt đau. Bạn trưng hầm ti ngồi ở trên đó rồi trưng hầm ti ta đọc thật nhiều, dù là con ngựa nè dù như bạn đi giúp cũng không thể làm cho hầm ti ta bớt đau. Bạn trưng hầm ti ngồi ở trên đó
rồi trưng hầm ti ta đau thật nhiều. Dù là go ngựa nè, dù nhiều bạn đi giúp, cũng không thể làm cho hầm ti ta bớt đau. Bạn trưng hầm ti ngồi ở trên đó, rồi trưng hầm ti te đau thật nhiều. Dù là con ngựa nè, dù nhiều bạn đi giúp, cũng không thể làm cho hầm ti ta bớt đau. Bạn đã sẵn sàng để đón nhận những niềm vui chưa? Sẵn sàng rồi. Điều này thú vị đấy. Đi thôi. Bằng xe xoay xe cứu hoa này. Nó xoay vòng, nó xoay vòng. Vòng xoay bằng xoay xe cứu hoa này. Chúng mình cùng đi. Chúng ta hãy chơi một trò chơi. Chúng ta sẽ tới nghe bằng đôi tai nhỏ bé của mình một cái gì đó nghe như. Tớ cũng nghe thấy nó. Tớ nghe wu wu wu. Hãy hát về nó. Còi to kêu wu wu sẽ cứu hoa này. Wu wu wu, wu wu wu. Còi to kêu wu wu sẽ cứu hoa này. Chúng mình cùng đi. Tớ nghe bằng đôi tai nhỏ bé của mình một cái gì đó nghe như. Tiếng nước ào ào ào. Yuhu. Vài nước phun sao sao sẽ cứu hoa này. Nghe sao sao, nghe sao sao. Vài nước phun sao sao sẽ cứu hoa này. Chúng mình cùng đi. Bây giờ tớ nghe bằng đôi tai nhỏ bé của mình một cái gì đó nghe như. Tiếng vù vù. Gạt nước nghe vù vù sẽ cứu hoa này. Nó vù vù, nó vù vù. Gạt nước nghe vù vù sẽ cứu hoa này. Chúng mình cùng đi. Xuyết xuyết trên chiếc xe lính cứu hoa này. Xuyết xuyết xuyết, xuyết xuyết xuyết. Xuyết xuyết trên chiếc xe lính cứu hoa này. Chúng mình cùng đi. Vòng xoay bằng xoay xe cứu hoa này. Nó xoay vòng, nó xoay vòng. Vòng xoay bằng xoay xe cứu hoa này. Chúng mình cùng đi. Thật là vui quá đi. Đúng rồi đó. Cảm ơn ngài lính cứu hỏa. Bạn Muffet đáng yêu. Bạn Muffet xinh đẹp, bạn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ăn da ua và sữa đồng. Chợt từ đâu ra chủ nhận ngồi ngay bên Muffet, làm Muffet khiếp sợ chạy đi. Bạn Muffet xinh đẹp, bạn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ăn da ua và sữa đồng. Chợt từ đâu ra chủ nhận ngồi ngay bên Muffet, làm Muffet khiếp sợ chạy đi. Bạn Muffet xinh đẹp, bạn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ăn da ua và sữa đồng. Chợt từ đâu ra chủ nhận ngồi ngay bên Muffet, làm Muffet khiếp sợ chạy đi. Thank you.
là một ông vua già, một vị vua vui sống bình yên. Người hầu đem ông cây tiêu, người hầu đem ông tô mì và ba anh đánh đàn hay. Trong tay mỗi chú cờ nguyên cây dươn cầm đàn thật hay vui tai biết mấy. Điều giặc nghe du dương và thật không đâu bằng bằng vị vua khâu với bồ ba. Nơi xa kia là một ông vua già, một vị vua vui sống bình yên. Người hầu đem ông cây tiêu, người hầu đem ông tô mì và ba anh đánh đàn hay. Trong tay mỗi chú cờ nguyên cây dươn cầm đàn thật hay vui tai biết mấy. Điệu nhạc nghe du dương và thật không đâu bằng bằng vị vua khâu với bồ ba. Những dạng hình học. Bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Chúng tôi là những dạng hình học. Hình vuông đây, tôi vuông đây. Bạn sẽ thấy tôi khắp nơi. Tớ có bông bên hông là vuông tớ đây mà. Hình tròn tôi đây, tôi ở ngay đây tròn. Sẽ tớ đi xung quanh. Chẳng có cạnh nào là tôi chính là hình tròn này. Tam giác đây tôi, tam giác đây tôi. Trông nhỏ xinh rất nhỏ. Tớ có ba bên hông là tam giác tớ đây mà. Chúng tôi là những dạng hình học. Bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Chúng tôi là những dạng hình học. Chữ nhật tôi đây, tôi chữ nhật đây. Nhìn tôi giống như phương dài. Tớ có bốn bên hông là chữ nhật tớ đây nè bạn. Hình ngôi sao, tôi ngôi sao. Bạn sẽ thấy tôi trên trời. Tớ có năm cánh tay là tớ sao trên trời. Hình trái tim, tôi trái tim. Tôi cũng và rất thông minh. Tớ cũng rất đáng yêu. Hình trái tim tớ đây nè. Hình kim cương đây, tôi kim cương đây trên. Nhưng bạn sẽ thấy tôi sáng bóng và rất chói chang là tôi chính tôi kim cương đây. Chúng tôi là những dạng hình học. Bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Chúng tôi là những dạng hình học. Xưa xa xưa lắm và ba con gấu họ sống ở chốn rừng sâu. Họ đi quanh vòng quanh nơi đây chờ cho cháo chúng nó nguội. Cháo vẫn còn nóng quá. Đi qua đó rừng sâu tâm tôi một bé gái nhỏ vượt qua. Cô đi lúc là tên cô ta và cô ta chẳng biết đúng sai. Xin chào, có ai ở nhà không? Ba tô cháo kìa trong nhà bếp, chúng ở đó bàn bếp kia. Liền đến chiếc ghế và leo lên ngay, cô nhanh leo lên cái bàn này. Ngon thật, cháo ngon. Cô ta ném cháo của gâu ba đó. Ôi nó thật quá nóng. Cô ấy ném cháo của gâu mẹ đây. Ôi nó thật lạnh quá. Cô ta ném liền tô em bé. Cháo này vị rất vừa. Và cùng với cái muỗng thật nhanh cô ta ăn. Cháo cô ta nuốt vào. Nhìn những chiếc ghế bập bên thoải mái đó đi. Ngồi xuống ghế của gâu ba đó. Ghế này cứng quá à. Chuyển đến ghế của gâu mẹ đây. Ghế này mềm quá đi. Cô ta đến ngồi ghế của em bé. Và lúc lúc lắc và cô đu đưa. Ghê vỡ tan mất rồi. Ông ôi hãy nhìn những chiếc giường êm ái đó. Nằm xuống đó giường của gâu ba đó. Giường này cứng quá đi. Nằm xuống đó giường.
nằm xuống dưới đó chùm chăn vô ngay. Kế tiếp cô ta tắt đèn. Ngủ ngon. Ai đó đã ăn tô cháo của tôi? Gấu ba lớn ngạc nhiên. Ai đó đã ăn tô cháo của tôi? Gấu mẹ hỏi ngay liền. Ai đó đã ăn hết tô cháo của con và giờ nó chẳng còn chi? Buồn lắm gấu bé, buồn ghê luôn đi. Bé gấu ta rất buồn. Ai đó đã ngồi lên ghế của tôi? Gấu ba lớn ngạc nhiên. Ai đó đã ngồi lên ghế của tôi? Gấu mẹ hỏi ngay liền. Ai đó đã ngồi lên ghế của con và nó gãy vỡ tan rồi? Và bé gấu khóc thật to vang lên. Bé khóc to lên rồi. Ai đó đã ngủ trên giường của tôi? Gấu ba lớn ngạc nhiên. Ai đó đã ngủ trên giường của tôi? Gấu mẹ hỏi ngay liền. Ai đó đã ngủ trên giường của con và vẫn nằm ở kia? Và gô đi lúc thức giấc nhận ra ba chú gấu ta giận rồi. Đừng chạy nhanh, gấu ba liền nói, chúng ta cần phải nói chuyện. Con rất xin lỗi, xin lỗi nha. Gô đi lộc nói vậy. Gô đi lộc và gấu con đó, bạn gấu chúng đã làm thân. Và đó bé điều quy của mẹ. Chuyện đã kết thúc bé à. Cảm ơn mẹ. Tôi có thể chạy nhanh hơn bạn, nhanh hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Ồ, vậy sao? Vậy thì tôi muốn thách thức bạn tham gia một cuộc đua. Một cuộc đua? Thật không? Vui nhỉ? Chuyện ngày xa xưa ấy, có thỏ voi chú đùa. Một cuộc đua tổ chức, chú đùa liều ghê. Thỏ rừng tự tin lắm, anh sẽ thắng chờ xem. Nhưng rùa Archibald chú nói, tôi chẳng bỏ cuộc đâu. Hãy với chú thỏ thật nhanh ghê. Rùa Archibald chậm ghê, chẳng hề nghe thấy tiếng kêu và chỗ xuất phát. Và đi chậm và vững vàng thắng cuộc đua, giống rùa Archibald. Vì anh chẳng bao giờ nhanh đâu, nhưng anh luôn cố gắng làm. Thỏ rừng chạy như tên bắn với tốc độ rất là nhanh, và rùa ta thì chậm quá với mục tiêu anh ấy. Hagrid biết sẽ thắng mà, chú dừng nghỉ ở đây. Rùa Archibald không đuổi tới, chú ta không ở đây. Chậm và vững vàng thắng cuộc đua, giống rùa Archibald. Vì anh chẳng bao giờ nhanh đâu, nhưng anh luôn cố gắng làm. Và thỏ rừng ngủ thiếp, cậu nằm dưới tàn cây. Và rùa nghe anh ta ngay, thế là chú liền vượt qua. Và đến đích đó rùa Archita, mọi người đều là hoan hô. Tiếng ông thỏ nghe thấy, thỏ ơi đừng nói gì. Chậm và vững vàng thắng cuộc đua, giống rùa Archita. Vì anh chẳng bao giờ nhanh đâu, nhưng anh luôn cố gắng làm. Một huy chương vàng cho rùa Archibald. Cậu ăn gian, hết việc không? Rùa thắng rất xứng đáng, với bước chân chậm nhưng vững chắc. Hết việc giờ buồn lắm, anh không thắng cuộc đua. Rùa Archibald đến an ủi thỏ, hãy vui lên thỏ ơi. Đó chỉ là cuộc thi ngớ ngẩn, chẳng có giá trị gì đâu. Tình bạn quan trọng hơn nhiều, tình bạn thỏ và rùa. Chậm và vững vàng thắng cuộc đua, giống rùa Archibald. Rùa ta chậm nhưng rùa đến đích trước, chú ta bò chứ không chạy. Mười bạn nhỏ ngủ chung một giường.
người đàn ngủ say mê, cho chuột có nhói kêu lên xích qua nào, xích qua nào. Mọi người mau mau lăn qua và một em rơi ra. Còn lại chín đang say mê, cho chuột có nhói kêu lên xích qua nào, xích qua nào. Mọi người mau mau lăn qua và một em rơi ra. Còn lại tám đang say mê, cho chuột có nhói kêu lên xích qua nào, xích qua nào. Mọi người mau mau lăn qua và một em rơi ra. Còn lại bảy đang say mê, cho chuột có nhói kêu lên xích qua nào, xích qua nào. Mọi người mau mau lăn qua và một em rơi ra. Còn lại sáu đang say mê, cho chuột có nhói kêu lên xích qua nào, xích qua nào. Mọi người mau mau lăn qua và một em rơi ra. Còn lại năm đang say mê, cho chuột có nhói kêu lên xích qua nào, xích qua nào. Mọi người mau mau lăn qua và một em rơi ra. Còn lại bốn đang say mê, cho chuột có nhói kêu lên xích qua nào, xích qua nào. Mọi người mau mau lăn qua và một em rơi ra. Còn lại ba đang say mê, cho chuột có nhói kêu lên xích qua nào, xích qua nào. Mọi người mau mau lăn qua và một em rơi ra. Đang say mê, chuột chuột có nhói kêu lên xích qua nào, xích qua nào. Mọi người mau mau lăn qua và một em rơi ra. Còn một em đang say mê và chuột có nhói kêu lên ngủ ngon nào, ngủ ngon nào. Và thêm bi cho trang trí, xong sẽ có đống bánh lớn cho bạn và cho tôi. Nào nướng bánh, bánh thơm lừng, ông nướng bánh, mau nhìn cho em bánh ngọt ngào thơm ngon. Cuộn cho khéo, gói cho đều, nhào bột cho vui cháo. Nướng chiếc bánh, chú bê bời. Nào nướng bánh, bánh thơm lừng, ông nướng bánh, mau nhanh cho em bánh ngọt ngào thơm ngon. Trộn nhanh, trét đều và thêm bi cho trang trí, xong sẽ có đống bánh lớn cho bạn và cho tôi. Nào nướng bánh, bánh thơm lừng, ông nướng bánh, mau nhanh cho em bánh ngọt ngào thơm ngon. Cuộn cho khéo, gói cho đều, nhào bột cho vui cháo. Nướng chiếc bánh, chú bếp ơi. Mèo vô, cho nếp lấy nem vô, làm sao mèo ra?
Trinh em chó ni sao, ôi hăng sao mà hư hư thế. Đêm răng bấy em mèo đang thương, mèo chẳng làm điều gì không tốt. Mèo lại chăm bắt chuột hư, giữ nông trang yên lành. Trong cái ao ai đạp mèo vô, Johnny Flynn em vô, làm sao mèo ra. Chính em Johnny Stout, ôi hăng sao mà hư hư thế. Đêm răng bấy em mèo đáng thương, mèo chẳng làm điều gì không tốt. Mèo lại chăm bắt chuột hư, giữ nông trang yên lành. Năm chú vịt con. Sông kia sau ngọn rừng thông, mẹ vịt bầu gọi quắc 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 quắc, còn bốn chú vịt cò bơi quay trở về. Nhà vịt mẹ và bốn chú vịt bầu bơi nơi sông kia sau ngọn rừng thông, mẹ vịt bầu gọi quắc 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 quắc, còn ba chú vịt cò bơi quay trở về. Quá 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 quá, và năm chú vịt có bơi quay trở về.